hôm nay mình dạo quanh một vòng chợ mới nha cả nhà. Vào thời điểm này thì có rất nhiều những đình và dinh vào mùa cúng lễ. Thì hôm nay em Ác Miền Tây cũng đi ghi hình vào buổi cúng lễ ở dinh ông Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Tiện thể trên đường thì Kim cũng ghi hình sơ lược qua thị trấn Chợ Mới cho cả nhà mình xem, vì cũng khá là lâu rồi Kim cũng không có ghi hình ở Chợ Mới. Thì hôm nay tiện thể đi ngang qua thì Kim cũng muốn ghi lại vào những mùa cúng lễ này cho bà con mình gần xa để xem, đặc biệt là bà con ở xa quê. Dạ, mà vào mùa cúng lễ này không tiện sắp xếp thời gian để về dự những đại lễ của quê hương mình, thì qua những thước phim ngắn này mời bà con mình xem lại vào mùa cúng lễ của quê hương mình năm nay Giáp Thìn 2024 này nha cả nhà ơi. Suốt thời gian qua Kim cũng rất cảm ơn tất cả bà con mình gần xa đã ủng hộ kênh rất là nhiều. Thì tiện đây thì Kim cũng xin nói lời cảm ơn tất cả bà con mình đã yêu thương và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Thôi thì Kim cũng không biết nói gì hơn hết, cũng chỉ biết gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với bà con mình, luôn hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và luôn an lành trong cuộc sống. Rất vui, rất mong khi bà con mình vẫn yêu thương, tiếp tục ủng hộ kênh như từ trước đến nay ạ. Chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Ông Trưởng. Cầu này thì tiếp nối giữa hai bờ của xã Kiến An và thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới mình nha. Sông nước miền Tây, đặc biệt là ở tỉnh An Giang mình nói chung, nói riêng thì vào mùa này từ tháng 2 cho đến tháng 6 âm lịch, và những tháng đó thì cúng lễ rất là nhiều ở cả nhà, từ cúng đình nè, rồi cúng dinh, rồi xong rồi đến quan thánh đế miếu, rồi cũng như là miếu bà chúa xứ, hay là miếu bà thất vị nương nương, hay là ngũ vị nương nương. Rất là nhiều luôn. Tính tổng thể hết của tỉnh An Giang mình, đình miếu dinh rồi luôn thì là cũng gần 140 đình đó cả nhà. Rất là nhiều. Cho nên vào thời điểm này thì cúng lễ diễn ra thường xuyên. Và còn đây là ngã ba đèn đỏ của xã Kiến An. Mình đi trước, đi thẳng luôn thì là mình sẽ đi đến phà Thuận Giang để mình qua huyện Phú Tân nha. Còn nếu như mình đi rẽ đây nè, mình rẽ ở đây thì là mình sẽ đi vào trung tâm của xã Kiến An nha. Thôi đến đây thôi thì cũng xin tạm dừng video của mình nha. Chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ha, ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.